Thanh Hóa và Hà Nội. FC cuộc đụng độ đỉnh cao ai sẽ giữ ngôi đầu bảng. Trận chiến giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC vào lúc 18 giờ ngày 3/11 hứa hẹn sẽ khiến sân cỏ V-League bùng nổ. Cả hai đều đang đứng top trong bảng xếp hạng LP Bank V-League và đều khát khao chứng minh bản lĩnh của mình. Với phong độ cực kỳ ấn tượng, Thanh Hóa đã giành được chuỗi 3 chiến thắng và một trận hòa thẳng tiến lên ngôi đầu bảng. Phong độ này còn giúp họ ẵm gọn danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng 9 và 10, đẩy tinh thần đội bóng xứ Thanh lên như diều gặp gió. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Popov, Thanh Hóa tuy không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng lại khiến đối thủ phải toát mồ hôi với lối chơi phòng ngự đầy chắc chắn và kỷ luật. Có sân nhà tiếp sức, Thái Sơn cùng đồng đội chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giữ vững vị trí số 1. Phía đối diện, Hà Nội FC đang phải tìm lại phong độ sau 2 trận hòa đáng tiếc, khiến họ tụt xuống giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách với đội đầu bảng vẫn chỉ là 1-2 điểm, và chiến thắng ở trận này có thể giúp Hà Nội FC lấy lại ngôi đầu. Nhưng để đạt được điều đó, đội bóng thủ đô sẽ cần phải trông chờ vào sự tỏa sáng của các cầu thủ nội như Hai Long, Hùng Dũng, Văn Quyết và Tuấn Hải, bởi các ngoại binh gần như bốc hơi từ đầu mùa giải. Dẫu vậy, lịch sử không đứng về phía Hà Nội FC khi họ thường không có kết quả tốt trong những lần hành quân đến sân Thanh Hóa. Nếu huấn luyện viên Đức Tuấn và các học trò không chơi tập trung và hết sức, có lẽ họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu đầy cam go này. Những trận đấu đáng chú ý khác, ngoài trận cầu tâm điểm giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC, vòng 6 còn có các trận đáng mong đợi khác. Quảng Nam sẽ tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà, nhưng đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng khi Thể Công đang có phong độ lên cao. Còn ở hàng đẫy, Công an Hà Nội tự tin sẽ giành trọn 3 điểm khi đối đầu với SHB Đà Nẵng, AS Hà Bạc. Là người theo dõi V-League nhiều năm, tôi thấy trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC không chỉ là cuộc so tài để xác định ngôi đầu bảng, mà còn là minh chứng cho những khát vọng và tinh thần chiến đấu của cả hai đội. Thanh Hóa với lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Hà Nội FC. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và khả năng tỏa sáng của các cầu thủ nội có thể là điểm nhấn giúp Hà Nội FC làm nên chuyện. Sự kịch tính, lối chơi quyết liệt và cống hiến của các cầu thủ sẽ là điểm khiến người hâm mộ không thể bỏ qua trận đấu này. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn nha. Yeah. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn nhé. Yeah. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn nhé. Yeah.